Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn cần những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, mưa liên tục trong hơn 10 ngày qua đã khiến nước ở hạ lưu sông Lạc tăng vọt. Dân làng ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nói với phóng viên của Epatan rằng những trận xả lũ ồ ạt đã khiến hai con đập ở thị trấn Triệu Độ bị phá hủy. Việc trồng hoa màu và chăn nuôi gia súc của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Còn theo báo cáo của giới truyền thông đại lục thì kể từ ngày cuối tháng trước, huyện Đại Lệ, Vịnh Nam đã trải qua những trận mưa xối xả. Các sông Vị, sông Lạc trong khu vực đã liên tiếp xuất hiện những trận lũ vượt qua mức cảnh báo. Nước tràn bờ đê khiến hai con đập bị phá hủy, nước sông chảy ngược vào thành phố. Đã có khoảng 205.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt và 29.362 người đã phải di tản và tái định cư. Huyện Đại Lệ có 129 ngôi làng bị ảnh hưởng, vụ thu hoạch mùa này bị thiệt hại nghiêm trọng. Một số dân làng nói với phóng viên của Epatime rằng tình hình thiên tai ở thị trấn Triệu Độ, làng Thạch Tào, làng Lộ An, làng Bình Dân, làng Vũ Lâm và những nơi khác còn nghiêm trọng hơn. Chính quyền bất ngờ đưa ra thông báo di tản, dân làng hốt hoảng bỏ nhà đi. Huyện Đại Lệ nằm ở phía đông của Bình Nguyên, Quan Trung, Thiểm Tây là khu vực hợp lưu của sông Hoàng, sông Lạc và sông Vị. Ông Tân Minh, một người dân ở làng Tân Tứ, thị trấn Triệu Độ cho biết, những năm trước, nước sông Hoàng có dâng lên nhưng vẫn ổn. Năm nay thì để bảo vệ Cam Túc và Hà Nam, lượng lũ xả ra quá lớn khiến đê ở huyện Đại Lệ không chịu nổi và đã vỡ. Ông Minh nói, cả làng bị ngập hoàn toàn, nước sâu khoảng 2,5m, nhà cửa, đồ đạc đều bị ngâm trong nước. Ông Minh kể lại rằng mưa bắt đầu vào khoảng ngày thứ 5 tuần trước do hệ thống thoát nước kém nên đã khiến nước tích tụ ở một số nơi. Nhưng vào lúc đó không có vấn đề gì lớn, khiến hôm thứ 5 tuần này, bọn họ phát hiện nước sông chảy xiết hơn. Tầm 6 giờ sáng ngày thứ 6, lúc dân làng còn đang thu hoạch hoa màu ngoài đồng thì bất ngờ nhận được thông báo của thôn rằng phải đi di tản ngay. Mọi người đều vội vã và hoảng loạn, không có thời gian để về nhà lấy đồ, không mang theo được cái gì cả. Ông Minh cho biết vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ rằng họ có thể quay trở lại vào ngày mai và sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế nước chảy đến nhanh vô cùng, ông Minh nói. Khi ông di tản khỏi làng vào lúc 8 giờ thì thấy nước đã dâng đến tường nhựa, hơn chục phút sau thì nước đã cao đến một gang tay. Ông Tiết Phi, một nông dân ở thị trấn Triệu Độ nói với phóng viên rằng nước lên rất nhanh, thời gian di tản lại tương đối ngắn, gia súc lợn đều chết hết, những người nông dân bị tổn thất cực kỳ lớn. Gia đình tôi có hơn 100 con bò trị giá hàng triệu nhân dân tệ, tất cả đều mất sạch rồi, nhà cửa cũng vậy. Tâm huyết của cả một đời đều không còn nữa, đặc sản của huyện Đại Lệ là táo tàu, đã từng được chọn là sản phẩm nông nghiệp mới nhất chất lượng cao nổi tiếng Hàn Quốc. Táo tàu Đại Lệ là một sản phẩm nông nghiệp chỉ dẫn địa lý. Hầu hết dân làng địa phương đều dựa vào việc trồng táo để kiếm sống. Táo tàu của huyện Đại Lệ là loại tốt nhất trong cả nước với sản lượng nhiều nhất. Ông Minh nói, những cây táo tàu gần như đều bị nhấn chìm hoàn toàn. Nhà kính cũng bị ngâm trong nước, một số nhà kính bằng nhựa thì bị lũ ép lên cây táo mà đổ sập hết. Gia đình ông Minh đã trồng 25 mẫu táo tàu, không có cây nào sống sót, toàn bộ số cây bị ngâm trong nước đều đã hỏng. Ông cho biết, để xây dựng một nhà kính tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ, năm nay tôi đã lỗ 4-5 triệu nhân dân tệ, tâm huyết cả một đời kinh doanh đều không còn nữa rồi. Nghề cá tại địa phương này cũng bị thiệt hại khá lớn. Ông Trần Dĩnh ở thị trấn Chiêu Ấp, huyện Đại Lệ là người đứng đầu một doanh nghiệp. Khi được phóng viên của Epatime hỏi về thảm họa, ông nói, chúng tôi phải tuân thủ một số chính sách của chính phủ, có rất nhiều thứ chúng tôi không thể nói với truyền thông. Bạn có thể tin chính phủ để nói chuyện. Tuy nhiên, ông có cho biết, lúc đầu chúng tôi cũng để ý đến con đập, nhưng đột nhiên nước chảy rất lớn. Chúng tôi ban đầu là tự cứu lấy tài sản, nhưng thực sự cứu không nổi nữa, nên đành di tản. Chúng tôi không biết gì cả, cũng không biết thượng nguồn xả lũ ở đâu, thiệt hại thì nặng nề. Ông tiết lộ rằng ông sở hữu một ao cá, hàng chục nghìn con cá đã bị lũ cuốn trôi, gần 1 triệu nhân dân tệ đã bị mất trắng. Sau khi lũ rút, người dân các nơi đã liên tục gửi vật tư cứu trợ đến vùng thiên tai. Chính quyền ở địa phương yêu cầu quản lý và phân phối tập trung, nhưng một lượng lớn vật tư đã dừng tại chính quyền thị trấn mà chưa được phân phối. Chính quyền thị trấn không phân phát vật tư quyên góp đến tay người dân.
Chúng tôi hy vọng rằng những món đồ quyên góp từ bên ngoài sẽ được trực tiếp gửi đến cho thôn, gửi đến thôn trưởng. Ông Minh cho biết có 10 ngôi làng ở thị trấn Triệu Độ đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lần này. Làng Tân Tư có hơn 2.500 người. Sau khi di tản, một số người đã đến lánh nạn tại nhà người thân bạn bè, một số người khác thì ở các khu tái định cư. Các khu tái định cư được bố trí ở những nơi không bị ngập lụt như sân trường học. Do quá trình di tản gấp rút nên dân làng đều chỉ mặc một quần một áo. Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, ban đêm nhiệt độ xuống thấp khoảng 5-6 độ, ban ngày cao hơn nhưng cũng chỉ khoảng 10 độ. Ông Minh nói chúng tôi thiếu mền, quần áo, bông và nhu yếu phẩm. Hôm qua đã có hơn 100 người dân trong làng được bổ sung vào khu tái định cư chỗ ông, nhưng chính quyền chỉ cấp cho 40 chiếc mền, ban đêm ngủ cũng khó khăn. Điều kiện của các khu tái định cư khác nhau, có nơi thậm chí không có giường, chỉ có thể ngủ dưới đất. Ông Minh cho biết mặc dù mọi người đã di tản được nhưng họ rất lo lắng cho người nhà của họ. Nếu ngôi nhà bị sập, thiệt hại lần này sẽ quá lớn rồi. Xả lũ hay nước tràn bờ đê, chính quyền và người dân có ý kiến khác nhau. Trang CN Web đưa tin rằng Quý Vạn Tài, một chuyên gia từ Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết những trận mưa xối xả đã khiến mực nước ở lưu vực sông Hoàng, sông Lạc, sông Vị dâng cao. Ba dòng nước hội tụ nhưng hệ thống thoát nước không tốt, cuối cùng đã khiến lũ tràn bờ đê và đổ ra huyện Đại Lệ. Phóng viên của Epoch Times đã tìm kiếm trên mạng xã hội và thấy không ít dân làng ở các khu vực thiên tai như huyện Đại Lệ và thị trấn Triệu Độ đã đăng các bài viết nói rằng thượng nguồn bảo vệ Cam Túc, hạ nguồn bảo vệ Hà Nam nên Thiểm Tây đã mở cửa xả lũ lần thứ hai, lũ tràn qua Đại Lệ và khiến đập bị vỡ. Phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến văn phòng chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Đại Lệ. Nhân viên cho biết lần này họ không xả lũ, nguyên nhân thì giới truyền thông đều đã nói rõ. Phóng viên tiếp tục gọi cho Sở Phòng chống lụt bão thành phố Vị Nam. Một nhân viên nữ đã từ chối bình luận, chỉ nói rằng bộ phận tuyên truyền đã trả lời rồi, đồng thời cung cấp số điện thoại di động của một giám đốc họ Nhậm, nhưng phóng viên không gọi được. Theo báo cáo, tính đến 22 giờ ngày thứ 6 tuần qua, đã có tổng cộng 329.000 người ở Đại Lệ, Vị Nam bị ảnh hưởng và 641.000 ha đất nông nghiệp đã bị ngập lụt. Lũ lụt đã làm hư hại đường xá, hệ thống thủy lợi, điện lực và các cơ sở hạ tầng khác. Thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại kinh tế của thảm họa lần này là 641 triệu nhân dân tệ. Cho đến thời điểm đăng bài báo này, vẫn chưa thấy số liệu cập nhật mới hơn về tình hình thiên tai. Vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu các thảm họa, nên tình hình thực tế không được thế giới bên ngoài biết đến. Trước đó, Thiểm Tây đã phải hứng chịu một trận lũ lụt. Theo báo cáo, đã có 985.000 người tại 8 thành phố chịu ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế vào khoảng 4,68 tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt là 5 quận và huyện, trong đó có Lạc Nam ở thành phố Thượng Lộc đã bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 148.500 người ở 69 thị trấn đã bị ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế là khoảng 3,4 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, trận mưa lớn bắt đầu từ ngày thứ Bảy đã gây ra lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Quốc lộ 223, con đường chính ở Vân Xuyên đã bị lụt vào Chủ nhật. Lực lượng cứu hộ cho biết sẽ rất khó để sửa chữa con đường trong thời gian ngắn. Đoạn sạt lở nằm giữa Vân Xuyên và Yinh Siêu, quốc lộ 213 là con đường chính nối Cam Túc ở phía Bắc với Vân Nam ở phía Nam tỉnh Tứ Xuyên, đóng vai trò then chốt cho công tác cứu hộ sau trận động đất ở Vân Xuyên. Tuy nhiên, do đường bị sạt lở nên không thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Theo các báo cáo, trận mưa lớn đã gây ra ít nhất 5 vụ lở đất và một đoạn đường chính ở thị trấn Jing Shu cũng bị chôn vùi. Tại huyện Mao, Tứ Xuyên ít nhất 22 người mất tích khi một trận lở đất chôn vùi ký túc xá của một nhà máy hóa chất vào sáng Chủ nhật. Tại Quý Châu và Quảng Tây, ít nhất 68 người bị mắc kẹt dưới lòng đất trong một vụ tai nạn khai thác mỏ. Thưa quý vị, bão số 5 còn ở xa nhưng mưa lớn đang gây ra thảm họa. Trung tâm ứng phó thiên tai Trung ương đã bị hạ cấp xuống cấp 2. Hôm nay, theo thống kê mới nhất, có tổng cộng trong số 414 thảm họa thiên tai trên cả nước, thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc lần lượt chiếm 243 và 126 trường hợp. Sạt lở đất trên quốc lộ 7 Đài Loan ở thị trấn Đại Đồng, huyện Nghi Lan đang được tích cực dọn dẹp. Trung tâm ứng phó thảm họa Trung ương đã tổ chức báo cáo công việc lần thứ 5 vào sáng ngày thứ 6. Cục Khí tượng Trung ương cho biết cơn bão số 5 đang dần rời khỏi Trung Quốc.
nhưng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên có khả năng xảy ra mưa bão cục bộ. Phía bắc và đông bắc đào viên có mưa to hoặc mưa rất to. Trong đó, từ đêm nay đến ngày mai, phía bắc và phía bắc Gigitan sẽ liên tục có mưa xối xả, gió sẽ mạnh hơn ở nhiều nơi trong hôm nay và ngày mai. Về giám sát thiên tai, Sở Cứu Hỏa cho biết tính đến 9 giờ sáng nay, cả nước có tổng cộng 414 thiên tai, trong đó thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc lần lượt chiếm 243 và 126. Để đối phó với thảm họa sạt lở đất gần biệt thự Bá Tước ở quận Tây Chi, thành phố Tân Bắc, vẫn còn 17 hộ gia đình và 70 người chưa sơ tán vào ngày hôm qua. Sáng nay đã xác nhận rằng tất cả người dân đều an toàn và chính quyền thành phố Tân Bắc sẽ thảo luận về các biện pháp tiếp theo. Ngoài ra, vụ lở đất ở thị trấn Đại Đồng, huyện Nghi Lan đã khiến một số tuyến đường trên quốc lộ 7 bị sạt lở, khiến cả hai hướng không thể lưu thông. Tổng cục đường cao tốc đã gấp rút dọn vỉa hè và sơ tán phương tiện khỏi biệt thự Kỳ Lân. Vào khoảng 7 giờ tối qua, tại quận Noãn Noãn của thành phố Cơ Long, dòng bùn tràn vào một nhà dân cư, 18 người thuộc 7 hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được sơ tán và chuyển đến sống trong một khách sạn. Bộ Truyền thông cũng đề cập rằng tổng cộng 4 con đường tỉnh lộ đã bị đóng cửa do thiên tai, bao gồm quận Phú Sinh ở thành phố Đào Viên trên đường số 7, đoạn Ba Linh – Daman, 2 địa điểm trên đường số 7 thuộc thị trấn Đại Đồng, Yalan County, đoạn Ưng Thị và Đài Đông, Lian, Haidua Santai, 20 Lai, 181 ca. Theo thống kê lũ lụt quốc gia, Bộ Kinh tế cho biết tính đến gần 8 giờ sáng nay, số liệu cho thấy có tới 183 nơi, riêng Bắc Sư vẫn còn 19 nơi nước chưa rút. Ngoài ra, số hộ gia đình bị mất điện là 3.631 hộ, còn 256 hộ cần khôi phục. Số hộ không có nước sinh hoạt là 1.900 hộ, tất cả đều đã được khôi phục. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!